trong hoàn thiện vách ngăn hai mặt giá bao nhiêu? Thì đó là câu hỏi có rất nhiều anh chị em hỏi hạ trong thời gian vừa qua. Trong video này thì hạ sẽ giải đáp cho các anh chị em như mình. Toàn bộ chi tiết cơ cấu giá thành khi mà làm hoàn thiện một cái bức vách ngăn hai mặt này và anh chị em như mình cũng từ đó sẽ là cơ sở để lên được cái dự trù kinh phí và lựa chọn những cái dòng vật liệu phù hợp để hoàn thiện không gian nhà mình. Trong những video tiếp theo thì hạ chia sẻ cho anh chị em nhà mình những thông tin về vật liệu mới vì thế đừng quên ấn đăng ký kênh nha và các bác thợ nếu như xem được video này thì hãy cùng theo dõi với hạ xem nào à, những cái chi phí mà hạ đã liệt kê ra đây nó còn thiếu cái chi phí nào không thì bổ sung lại cho hạ ở trong phần bình luận để các bác chủ nhà hiểu được rằng là à giá thành làm hoàn thiện sẽ phải là như vậy để anh chị em nhà mình cũng sẽ có cơ sở để tư vấn cho các anh chị em chủ nhà nha rồi bây giờ thì cùng vào việc với hạ nào. Ờ à, Hạ đang ở trong kho và, và đây là những cái tấm vách ngăn hai mặt anh chị em ạ à, Bản rộng này của nó sẽ là 40cm và chiều dài thì sẽ có là 3m, 3m rưỡi cho anh chị em nhà mình Đồng thời vì đấy thì Hạ cũng sẽ lê, đã lên cho anh chị em mình về một cái mô hình nó sẽ như thế này đấy. À, với cái vách ngăn hai mặt này ấy, Hạ sẽ giới thiệu sơ qua lại một chút nhé Cho anh chị em nhà mình nắm được nhé Thì thi công của nó thì đơn giản nếu như trước đây anh chị em nhà mình cần phải dựng khung xương sau đó úp tấm hai mặt lên hoặc là phải xây tường ấy thì bây giờ anh chị em nhà mình có thể sử dụng hoàn toàn hay thế và sử dụng cái tấm ngăn này được rồi. Đấy, cả hai mặt đều giống nhau nhau luôn mọi người ạ. À, về cơ bản thì chi phí so với cái cách mà làm cũ trước đây thì nó sẽ rẻ hơn một chút. À, đồng thời với đấy thì là nó không làm ảnh hưởng đến kết cấu của nhà. Phụ kiện thì không có nhiều, chỉ có tấm vách ngăn này là chân đế như thế này thôi anh em nhé. Khi thi công thì nhà mình sẽ khoan bắt vít trực tiếp cái chân đế này. Đấy, chân đế nó có sẽ sẵn hèm như thế này rồi này mọi người này Đấy, chân đế có sẵn hèm như thế này rồi Thì mọi người chỉ việc là khoan bắt vít trực tiếp xuống dưới nền nhà Đấy, cứ khoảng 30-40 phân Anh chị em mình khoan một cái vít giúp hạ Cây cây chân đế này của nó sẽ là dài 3 mét nhá Rất là chắc chắn luôn Đấy, nhà mình nhìn cái mặt uh, mặt cắt của nó có hệ uh, xương tăng cứng này Rất là chắc chắn Đây, mặt cắt bên này của nó sẽ như thế này Rồi, sau đó thì anh chị em mình chỉ việc luồn tắm vào thôi ạ Đấy nguồn tấm như thế này và về phía cạnh tường thì anh chị em nhà mình cũng sử dụng những cây chân đế này luôn sau đó thì uh, uh, nắp ghép và cắt vát đi như thế này thì nó sẽ làm cho cái uh, không gian của chúng ta trở nên đẹp hơn đấy như vậy là chúng ta đã có một cái hệ uh, vách ngăn hai mặt rất là đẹp như thế này rồi chi tiết cái video hướng dẫn thi công thì anh chị em mình có thể vào trong tường của hạ nhé hạ đã lên chi tiết tại công trình thực tế của các đại lý nhà haroma để uh, lên cho các anh chị em nhà mình rồi còn bây giờ thì anh chị em như mình hãy cùng theo dõi với hạ tổng cơ cấu chi phí để làm hoàn thiện một bức bách này nha. Đầu tiên mà mình nghĩ rằng đấy là chi phí nặng nhất đó chính là uh, giá tấm, vật tư chính này. Vật tư chính, uh, tấm này. Thì uh, nó sẽ dao động tầm khoảng là 400k trên 1 mét vuông. hiện nay bây giờ sau khi mà có rất là nhiều các chương trình khuyến mại và giá nó cũng thay đổi theo từng thời điểm. Thì nếu như mà anh chị em mua rửa thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là Uh, trên 300k một chút nó sẽ tùy thuộc theo từng thời điểm nhé Nếu vào những cái thời điểm mà giá nguyên vật liệu nó tăng ấy thì uh, anh chị em thì mình cũng có thể là giá nó cũng sẽ bị nhích lên còn không ấy thì nó cứ dao động tầm từ 300 đến 400k trên một mét vuông và giá này là giá vật tư nha anh chị em uh, các bác mà bên uh, thiết kế bên thi công bên cửa hàng ấy thì sẽ thường là sẽ được mua với giá chiết khấu sâu hơn một chút nữa rồi uh, cái chi phí số 2 là chi phí nhân công Nhân công thì uh, mặc dù là thi công rất là đơn giản Tuy nhiên thì sản lượng của cái vách ngăn hai mặt này nó không quá nhiều Nên nó cũng sẽ dao động tầm khoảng từ 150 đến 200k uh, trên một mét vuông Đấy, và cái số 3 và còn phụ thuộc vào tay nghề thợ nữa. Nếu như mà sản lượng nó có ít quá đấy, thì cái giá nhân công này thường nó cũng sẽ được nhích lên do là một ngày anh thợ đi làm thì họ cũng phải được tầm khoảng hai ba trăm đến năm trăm nghìn đấy. Nó sẽ phụ thuộc nếu như mà cái diện tích của chúng ta chỉ khoảng dưới 10 mét thôi thì giá nhân công này nó cũng sẽ được thay đổi nhá. Rồi cái thứ ba đấy chính là các cái chi phí về vật tư phụ, vật tư vật tư phụ thì nó sẽ có bao gồm là các cái như là keo keo rồi Ờ uh, đinh vít. Đấy, vật tư phụ này. Vật tư phụ này thì nó chiếm sẽ không nhiều đâu anh chị em ạ. Nó dao động tầm khoảng 20k thôi anh chị em nha Rồi cái số 4. Cái số 4 thì nó chính là cái chi phí vận chuyển. Ờ uh, thông thường vận chuyển thì nó sẽ dao động từ khoảng 20 đến 25k trên uh, 1 km. Uh, tùy theo ở nhà mình mình ở khu vực nào thì sẽ phát sinh thêm một chút cái vận chuyển hoặc là một số các nhà phân phối họ có xe tải ấy, thì họ cũng sẽ vận chuyển cho anh chị em mình chỗ này thì nó cũng sẽ làm giảm đi được cái chi phí giá thành. Rồi, sang cái số 5, đấy là các cái chi phí hao hụt vật tư khác thì uh, gần như là nó cũng sẽ có một cái khoảng dao động nhất định thôi, đâu đấy tầm khoảng 5 uh, đến 10% tùy theo nếu như diện tích nhà của chúng ta càng lớn thì là cái hao hụt này nó cũng sẽ giảm đi và cơ cấu tổng chi phí vào ấy uh, tổng chi phí cho cái uh, là một cái bức vách hàng ngăn hai mặt này thì nó sẽ cũng sẽ dao động vào tầm khoảng là uh, 650 đến 750 k trên một mét vuông Đấy, nếu như số lượng càng nhiều thì giá nó sẽ về được cái đầu này còn nếu như số lượng càng ít thì cái chỗ này nó có thể ních lên một chút nữa anh chị em nhà mình nha số lượng càng ít ấy về cơ bản thì cái vách ngăn này nếu như mà số lượng ngăn phòng của chúng ta mà số mét vuông mà càng ít ấy, thì giá nó cũng sẽ bị điều chỉnh thêm một chút nữa anh chị em ạ à, vừa rồi thì hạ vừa tổng hợp cho anh chị em nhà mình đây <laughs> à, khoảng năm cơ cấu chi phí giá chính để hoàn thiện lên một cái bức vách ngăn hai mặt và anh chị em như mình nhé tổng hợp lại thì tùy theo cái mặt bằng của anh chị em như mình thì nó cũng sẽ quyết định lên giá thành rất là lớn và nếu như anh chị em như mình còn cần thêm thông tin gì thì cứ để lại phần bình luận hạ cũng nhờ đội ngũ của Hanoma sẽ lên ở video sau để giải đáp tới anh chị em như mình còn nếu như mà các bác thầu thợ mà đang xem video này uh, phát hiện ra còn cơ cấu chi phí nào phát sinh thì có thể để lại phần bình luận nhá để các bác nhớ, chủ nhà cũng có thể từ đấy tham vấn uh, được thêm về cái cơ cấu chi phí hiểu được rằng là cái giá thành mà anh chị em nhà mình đang nhận như thế nào là phù hợp. Ờ, cảm ơn các anh chị em nhà mình đã theo dõi hết video. Trong các video tiếp theo thì Hạ còn chia sẻ liên tục tới anh chị em mình những thông tin về vật liệu mới. Vì thế đừng quên là ấn đăng ký kênh nhá. À, Hạ có một món quà dành tặng các anh chị em đây. Nếu như anh chị em là các bác thầu thợ hay là các bếp bên cửa hàng ấy, thì Haroma đang có chương trình khuyến mại rất là sâu cho tất cả toàn bộ các vật liệu như là vách ngăn hai mặt này. Hiện nay giá mua buôn chỉ chỉ còn chưa đầy 300 nghìn. Còn uh, tấm nhựa nano thì chỉ có vài chục nghìn thôi Tất cả đầy đủ phụ kiện vào chỉ là có hết luôn anh chị em nhé Các dòng vật liệu mới, tấm nhựa lano, tấm ốc than tre, tấm giả đá Hoặc là những tấm gỗ nhựa ngoài trời đầy đủ luôn ạ Và Hạ cũng xin cảm ơn Hẹn gặp lại các anh chị em như mình trong những video tiếp theo Đừng quên nhấn đăng ký kênh nha Để cập nhật những cái chương trình khuyến mại từ Haroma nhé Xin chào và hẹn gặp lại